Ok. <laughs> Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại uh, uh, một cái lệnh nữa, đó là lệnh mirror. Đó, à. cái màn là đối xứng. Rồi à, hiểu không, ha. Là lệnh đối xứng. Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái sketch này lại một tí nha uh, bình thường thì mình thấy vẽ ngay góc tọa độ đúng không? Nên bây giờ uh, trong trường hợp mình muốn cho nó đối xứng thì mình sẽ phải uh, đưa nó ra khỏi rạch khỏi góc tọa độ. Là điều đầu tiên. À, đầu tiên là mình sẽ kéo cái điểm này lại đây ha rồi cho cái điểm này thẳng hàng như cái này ok cho nó khoảng cách luôn tám mươi chẳng hạn rồi ok ha đó thì như vậy cái đối tượng của mình hiện tại là nó đang ba mặt khoảng chuẩn này nó không nằm trong cái ba mặt khoảng chuẩn của mình đó đây có một cái mặt nó nằm ngoài rời như thế này nè đó. hoặc là như ở mặt top là nó nằm về được còn như mặt ở đây mặt này Mặt này ok thì mặt này nó vẫn tạo được đối xứng nhưng mà nó sẽ theo kiểu là bị chồng lên Nó bị chồng lên, nó bị đè lên, nó bị đạp lên nhau á Thì thường những mặt phẳng này mình sẽ không chọn Mặt phẳng không chọn Rồi, thì bây giờ mình sẽ bấm vào lệnh mirror Thì ở những cái bảng mà 2021 đổ xuống thì cái bảng này này, các bạn mirror face plane này nè Các bạn chỉ có một lựa chọn thôi nhưng bản 2022 của mình thì có tới hai lựa chọn Đồng nghĩa với việc đó là mình có thể mirror theo hai phương khác nhau Hay nói đúng hơn là chúng ta theo mirror hai mặt Ví dụ như mình chọn mặt đầu tiên là mặt top Mặt thứ hai là mặt right Và mình chọn cái khối Mình có nói với các bạn rồi đó Đó là đối với một cái file pass mà Cái file đó trong đó nó chỉ có một cái lệnh Và cái lệnh này tạo ra một khối duy nhất Thì cái lệnh này sẽ mang tên là body nó sẽ trở thành body ha trở thành body cái feature tức nghĩa là là cái câu lệnh còn cái body là cái gì cái khối được tạo ra từ cái câu lệnh đó vậy thì một cái file 3D mà vừa có chỉ có duy nhất một câu định thôi thì câu lệnh đó vừa là feature vừa là body Vậy trong trường hợp giữa feature và body thì chúng ta nên ưu tiên body cho mình được chưa à, chọn body đó thì mình sẽ in ra được bốn bình thường thì mình chỉ có là à, hai như thế này thôi Rồi các bạn muốn mirror xuống thì các bạn sẽ phải làm thêm một cái mirror nữa nhưng ở 2022 thì nó tiện hơn nó sẽ cho phép bạn mirror cùng lúc hai hai phương hoặc là hai mặt khác nhau à, vuông góc cũng được à, kiểu như là phân giác thì cũng được luôn ha ra ok chưa rồi ở đây trong trường hợp này thì mình tạm thời mình lại bỏ hết mình chỉ lấy mặt right thôi đó rồi vậy thì khi mà các bạn bấm mirror thì lịch like như vậy là nó sẽ báo một cái lỗi, à, mình phải đọc cái lỗi nha, cái lỗi nó sẽ kêu là file to mặt new newly gì đó, thì cái này có nghĩa là à ở dưới cái phần option của các bạn, các bạn sẽ có dòng là mặt solid, có nghĩa là khi mà các bạn tạo ra mirror này hai cái khối này nó sẽ được dính lại với nhau, nhưng trong trường hợp này thì sao, nó có khoảng cách cho nên là nó sẽ không dính với nhau, nhưng mà phải quan tâm đến cái vụ này ha, chúng ta quan tâm đến cái vị trí mà sau khi chúng ta mirror ra nó có dính với nhau không nếu có dính thì chúng ta để còn nếu không có dính thì chúng ta gỡ bỏ ra Rồi chúng ta mới click ok được và nhớ trong tất cả các trường hợp các bạn nên bấm full review cho mình cho đảm bảo nha full review rồi ok là mình sẽ tạo ra được cái mirror như thế này rồi vậy cái này nó sẽ khác ở mirror trong sketch một điểm đó là cái gì đây trong mirror trong sketch nó cũng có mirror thì mirror trong sketch là nó sẽ phải dựng một đường lên dựng một cái đường lên có thể là đường À, đường line là phải là đường center line hoặc là đường đường nét thấy nhưng ở trong 3D thì chúng ta sẽ tận dụng những cái mặt có sẵn có thể là mặt góc của phần mềm hoặc là mặt của những cái đối tượng ở đây vẫn được nha à, mặt những đối tượng ở đây vẫn được nhưng mà chúng ta không có chọn cạnh nha nhưng à, chúng ta chọn mặt không chọn cạnh rồi nhà mặt đối xứng thì chúng ta biết rồi tất cả phải là điều mặt phẳng cong thì cũng không thể đối xứng qua được được chưa đó ok ha rồi lệnh mirror nó chỉ đơn giản như vậy thôi À, đơn giản như vậy thôi và 2022 thì nó mình nghĩ nó cập nhật một tính năng đó là mirror qua hai mặt thì nó rất là ok nó có thể gọi là rút ngắn được cái thời gian của mình để mình làm ví dụ như là các bạn vẽ chân bàn có bốn cái chân mà cái bàn thì lúc nào nó cũng đối xứng đúng không à, ít có cái bàn nào mà nó nó bất đối xứng lắm nó bất đối xứng là bất đối xứng ở trên thôi còn cái khung chân ở dưới thường nó sẽ đối xứng với nhau và chúng ta có bốn cái chân như vậy thì chúng ta phải mirror hai lần hoặc là chúng ta sẽ sử dụng là linear ba tần một lần à, còn bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng mirror một lần duy nhất luôn thì cái linear ba tầng kia thì nó cũng giống giống như cái line, cái mirror này à, về về cái số về cái kết quả đó nhưng mà về cái ý nghĩa về cái số lượng và cái tính chất thì nó lại khác nhau thì qua cái bài mirror qua cái bài mirror này và cái bài linear ba tần kia thì các bạn sẽ hiểu rõ ha rồi, còn cái bài mirror thì chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Chúng ta chọn mặt để làm trục. À, rồi, chúng ta sẽ chọn cái đối tượng của chúng ta mirror qua. Rồi, ok ha.